Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi Tỵ. Đây là video clip anh Ba Tử Vi tổng hợp về tử vi của tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 đối với tất cả những người tuổi Tỵ. Thì như những cái video trước chia sẻ về cái tháng Bính Thìn của những cái tuổi trước, thì mình đã nói rồi, cái tháng Bính Thìn nó có nhiều cái biến động, nó là một cái tháng thổ. Tuy nhiên là tháng Thìn nằm trong năm Tuất, là một cái tháng nó bản thân nó có nhiều cái sự xung khắc. Tuổi Tỵ đối với tuổi Thìn á, con rắn đối với con rồng á, thì nó lại không có quá đối chọi nhau ở trong phần địa chi. Tuy nhiên là về phần mệnh và phần thiên can thì nó có những cái rắc rối riêng, và mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thì cũng như là những cái tuổi Tỵ hoặc là tuổi Mùi, tuổi Ngọ, thì tuổi Tỵ thì có những tuổi thì mình đã làm cái tử vi cả năm Mậu Tuất đối với cái tử vi của cái tuổi đó rồi, hoặc là có những tuổi thì mình chưa làm tới, hoặc là mình sẽ không làm luôn. Thì mình sẽ nói sơ cái phần tử vi của cả năm Mậu Tuất đối với tuổi, thí dụ như là người tuổi Quý Tỵ đi, rồi sau đó mình phải vận vào tháng. Thì cái phần tử vi mà tóm tắt đó nó sẽ có những phần thiếu sót, nó không sâu, tuy nhiên nó cũng là phần, một phần bề nổi của cái tử vi cả năm, ảnh hưởng không nhỏ đến cái vận hạn tử vi của cái người tuổi đó trong cái năm Mậu Tuất. Thì đầu tiên hết, tức cho người tuổi Tỵ thì mình sẽ chọn tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Người tuổi Quý Tỵ có tên là Thảo Trung Chi Xà, tức là rắn trong cỏ. Mệnh là Trường Lưu Thủy, nước chảy mạnh. Nam mạng á, thì mình sẽ xét cái tử vi cả năm cho nam mạng á, là mệnh là Trường Lưu Thủy, gặp năm bình địa mộc là sinh xuất bản mệnh, bản mệnh bị suy yếu. Sao thì Thủy Diệu, có chuyện buồn ha. Hạn thì Thiên Tinh, rối rắm tranh chấp. Vận niên Thử Quy Điền, chuột về đồng tốt. Thiên can chữ Mậu hợp với chữ Quý, người ta gọi là thiên can ngũ hợp, rất tốt cho cuộc sống, công việc, hanh thông, dễ dàng, nhiều thuận lợi. Tỵ Tuất là bình hòa, mà Tỵ thì hành hỏa, Tuất thì thuộc hành thổ, cho nên có thể nói là về ngũ hành á, địa chi sinh xuất, gia đạo dễ sinh hao tốn, chứ không phải là sinh xuất gia đạo sinh buồn phiền. Còn nữ mạng á, thì cũng như vậy, mạng thì Trường Lưu Thủy, sao thì gặp sao Mộc Đức, may mắn danh lộc tốt. Hạn là Tam Kheo Xây Sát Bái Chân. Vận niên thì cũng Thử Quy Điền. Thiên can thì cũng Mậu hợp Quý giống như nam. Địa chi cũng như vậy. Như vậy là cái sao đối với người tuổi Quý Tỵ thì nam mạng không tốt bằng nữ mạng. Tại vì sao thử cái sao Thủy Diệu thì hay đem đến chuyện buồn phiền. Sao nhưng mà cái sao Thủy Diệu nó lại thuộc hành thủy. Đối với người Trường Lưu Thủy thì nó cũng không có quá lớn lao gì cả. Còn người nữ mạng lại gặp sao Mộc Đức, mạng là mạng thủy, tương sinh cho sao, cho nên là ngôi sao nó sẽ phát sáng. Hy vọng là với cái sao Mộc Đức sẽ đem đến nhiều điều may mắn cho các chị tuổi Quý Tỵ. Thì vận vào cái tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất 2018 là tháng Thổ. Như vậy mạng là Thổ khắc Thủy, bản mệnh khắc tháng. Đề phòng nạn tai, bổn mạng đã vốn đã suy yếu là Thủy sinh Mộc rồi, cho nên là gặp tháng mà Thổ nó khắc Thủy thì cần cẩn thận bổn nạn và bệnh mạng. Thiên can Quý Bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ngũ hành á, thì Quý thuộc Thủy, Bính thuộc Hỏa, cho nên là có thể nói là ngũ hành là tương khắc Thủy Hỏa, ẩn chứa nhiều khó khăn trong cái công việc và cuộc sống. Địa chi Tỵ Thìn tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Tuy nhiên về mặt ngũ hành là địa chi sinh xuất, gia đạo dễ sinh chuyện buồn, hao tài, hao tài trong chuyện gia đạo. Cho nên là có thể nói cái tháng Bính Thìn là một tháng không tốt về bổn mạng và sức khỏe của người tuổi Quý Tỵ. Chữ thiên can là bị tương khắc, nhưng mà cả năm là thiên can được Mậu hợp Quý, cho nên là có thể nói rằng thiên can không có cái công việc
có ẩn chứa cái khó khăn đó nó cũng không quá lớn, cũng cũng dễ dàng để các chị mà vượt qua. Địa chi thì cũng bình hòa, gọi là tị hỏa sinh thổ thì cứ thuộc dòng tương sinh, cho nên có thể nói rằng những cái chuyện buồn phiền hao tốn nó không quá lớn lao đối với các anh các chị tuổi Quý Tỵ. Như vậy là nó có thể nói là cái tháng Bính Thìn đối với người tuổi Tỵ, Quý Tỵ của các anh các chị thì phần sức khỏe vẫn là những cái điều mà các anh các chị cần lưu ý nhất. Tại vì cả năm đã bị sinh xuất và gặp năm tháng mà bị như thế này thì bệnh nạn mà các anh các chị cần để ý, người ta gọi là bổn mạng nguy nan. Rồi tiếp theo là người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, gọi là xuất huyệt chi xà, rắn rời hang. Người này thì em đã làm tử vi của cả năm rồi, cho nên là em sẽ không nói lại cái phần tử vi cả năm, em chỉ vận vào cái tháng Bính Thìn thôi. Thì đối với người tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất là tháng Thổ, mạng của các anh các chị là mệnh hỏa. Như vậy là hỏa hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh xuất tháng, đề phòng tai nạn. Tuy nhiên có bệnh thì cũng dễ dàng vượt qua, không có bệnh nặng đâu. Thiên can Ất Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ất thì thuộc hành mộc, Bính thuộc hành hỏa, cho nên là ngũ hành của thiên can là sinh xuất mộc hỏa. Sẽ có hao tốn cho công việc nhưng không quá lớn, vì vì nó là nạp âm ngũ hành chứ không phải là sinh xuất theo kiểu về mặt tử vi tương khắc. Tỵ với Thìn thì cũng như tuổi Quý Tỵ là tự chủ bình hòa ha. Địa chi là Tỵ là hỏa, Thìn là thổ, sinh xuất gia đạo dễ có chuyện hao tốn tiền bạc, cho nên là cẩn thận. Rồi tiếp theo là người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, người ta gọi là đầm nội chi xà, rắn trong đầm, mệnh là sa trung thổ. Cái này thì mình cũng đã làm luôn cái tử vi của cả năm rồi, cho nên mình chỉ nhắc sơ thôi ha. Mạng của tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất là 2018 á, là thổ. Đinh Tỵ, tuổi Đinh Tỵ cũng là hàng thổ, gọi là đồng hàng, bản mệnh đồng hàng thổ, với tháng sức khỏe bổn mạng tốt, có bệnh cũng dễ dàng vượt qua không quá nặng. Thiên can á, chữ Đinh với chữ Bính không xung không hợp. Nhưng mà ngũ hành đó thì cả hai đó cùng Bính Đinh là hỏa, cho nên là thiên can đem đến công việc tốt đẹp, nhiều điều sinh tài lộc. Tỵ với Thìn thì tự chủ bình hòa cũng như y chang những cái người tuổi Tỵ ở trên, cho nên là có thể nói rằng với cái thiên can của cả năm là sinh xuất về nạp âm ngũ hành dễ sinh hao tốn, mà gặp cái thiên can của tháng là bình hòa về hành hỏa thì có thể nói rằng không có quá lớn lao, thiên can công việc cũng chẳng có gì mà ảnh hưởng nhiều đến tuổi của các anh Đinh Tỵ cũng như các chị Đinh Tỵ. Tuy nhiên là các chị dướng sao La Hầu, các anh thì dướng sao Văn Hớn, cho nên là gặp tháng mà gọi là không có tương sinh gì cả ha, chỉ có đồng hàng thôi, thì công việc đồ này kia nó cũng không có ngon lành đâu, nó cũng sẽ có những rối rắm nhưng không quá lớn để mà các anh các chị vượt qua. Rồi tiếp theo là các em tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, thì tuổi Kỷ Tỵ này á, là có thể nói là anh sẽ sớm đưa cái video clip về vận hạn tử vi của năm Mậu Tuất đối với tuổi của các em lên, cho nên là anh chỉ nói sơ cái phần bổn mạng của cái tháng Bính Thìn thôi, vì vậy có thể nói là nay hoặc mai là anh sẽ chuyển cái tử vi của Kỷ Tỵ lên rồi, thì các em phải ứng dụng vào. Thì mạng á, thì mạng mộc, các em mạng mộc gặp tháng thổ là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn, bổn mạng có vấn đề không nên đi xa. Thiên can á, Kỷ Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng. Tuy nhiên ngũ hành á, Bính là hỏa, Kỷ là thổ, cho nên gọi là thiên can được tương sinh, công việc đồ này kia nó cũng tốt. Địa chi thì Tỵ Thìn đồ này kia thì cũng giống như các cái tuổi Tỵ khác, thì có ngũ hành này sinh xuất về Tỵ thì hỏa, Thìn là thổ, cho nên là dễ sinh hao tốn.
không có việc gì quá lớn ở trong cái tháng Bính Thìn này đối với cái gia đạo để mà giải quyết. Cho nên có thể nói là đối với cái người mà kỷ tỵ sinh năm 1989, dù là nam mạng hay nữ mạng, thì rõ ràng là cái tháng này mộc nó khắc thổ. Tuy là bản mệnh mình khắc tháng, còn cả năm là mình có mộc đồng hành, cho nên là sức khỏe không phải là vấn đề. Mà gặp cái tháng này là mình khắc tháng, cho nên là có các bệnh nạn hay này kia này cũng không quá lớn. Chỉ là tránh đi xa để mà không ảnh hưởng tốt tới bổ mạng của mình là được. Còn thiên can thì không xung không hợp, nhưng mà về mặt nạp âm ngũ hành là được tương sinh, cho nên có thể là sinh tài lộc. Gặp mà các chị nữ mà gặp sao mộc đức nữa thì rất là dễ có tiền tài trong tháng này ha. Rồi tiếp theo là người tân tỵ, các em tuổi tân tỵ sinh năm 2001, đông tàn chi xà, rắn ngũ đông, mệnh là bạch lạp kim. Con rắn bệnh kim này thì đa phần các em là tứ tập ha. Năm nay lại là năm mà đi bản mệnh để mình đi thi đại học rồi này kia nữa, cho nên là cần cẩn thận ha. Học hành cho nó chuyên tâm. Nam mạng á thì là sao mộc đức, may mắn danh lộc tốt, hạn thì hình tiền, phòng bệnh nạn, vận niên kê giáp viên. Thiên can tân gặp mậu là bình hòa. Về ngũ hành nó tân thì thuộc kim, mậu thì thuộc thổ, cho nên nó là gọi là ngũ hành về thiên can thì đã được sinh nhập có lợi. Địa chi thìn và tuất là lục xung, nhóm gia đạo nhiều rối rắm lo âu. Các bạn nữ thì gặp là cũng mệnh kim khắc mộc của năm thì bổn mạng mình cũng không có đến nỗi là vấn đề. Sao là thủy diệu, có chuyện buồn. Hạn là thiên la, tinh thần bất an. Từ vì các em đang ở trong những năm mà học và phải căng thẳng, cho nên là khó chịu, học hành phải căng thẳng nên bất an. Vận niên hầu thực quả tốt, thiên can cũng giống như các bạn nam và địa chi cũng giống như các bạn nam. Như vậy và sáng bính thìn đối với cái người mà tuổi tân tỵ, có thể nói là thêm những người mà sinh năm 1941 luôn thì gọi là được mệnh là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, bổn mạng tốt ha. Như vậy là mình đã khắc năm rồi mà giờ được tương sinh nữa, cho nên là tốt. Thiên can là ngũ hợp, bính hợp tân, đây là sự hợp uy thế về chữ trí, cho nên có tốt về cái công việc và đầu óc. Nếu như các em tuổi tân tỵ thì đang học hành mà tốt cho đầu óc là công việc mình học hành của mình đã được thuận lợi. Địa chi thìn tỵ thì nó cũng như đã các cái tuổi thìn, các cái tuổi trên, mọi điều nó cũng không quá khó khăn, có một chút buồn phiền mà thôi. Như vậy là cái tử vi của tháng bính thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất cho những người tuổi tỵ đã được anh Ba tổng hợp lại và chia sẻ với mọi người. Hy vọng những cái thông tin này sẽ giúp đỡ những người tuổi tỵ có được cái sự quyết định tốt xấu trong công việc, cũng như là gia đạo, cũng như là học hành của các em tuổi tân tỵ tốt nhất. Ai xem video thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người tuổi tỵ được biết đến và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi xin nhớ đăng ký ở bên dưới để đón chờ tử vi phong thủy của có thể là tuổi của mình hoặc là người thân của mình. Rất vui vì mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.